Ôi làm ơn cho tôi hỏi thăm nhà Phong Hanh là nhà nào không nhỉ? Đằng sau này ạ. À? Đằng sau ạ. À? Đây rẽ vào lối này chứ. Nhà đằng trước này luôn không? Đây, đã nhìn thấy đấy. Vâng. Cô nhà bà nó bảo là mẹ phải bảo chị Tâm đưa đi. Không biết là mua ở đâu. Nhưng về Đồng Xuân rồi nha. Định là mua toàn điều vàng nhưng mà nó vẫn không ưng. Mà bây giờ ngồi bộ này thôi. Ưng thế xong bắt đầu thì nó cứ liên đan liên đan. Mình chỉ chơi bộ này, nếu chơi bộ này thôi. Chứ còn nếu mà để mà mua cái bộ mà kiểu bà ở bên kia là chỉ có một mặt đấy, bên này là đơn giản lắm, nhưng nhà cô phải đục sâu. Đúng rồi, cái này đục hai mặt, mặt sau cũng đục sâu nhưng mà trước luôn đấy, mặt sau đục cái này đẹp. Nó tên gì cháu quên mất rồi nhỉ? Đó là Phong Hanh ở khu 7 xã Vĩnh Trân, Hạ Hòa, Phú Thọ. Vâng, cháu quay lại cái video làm kỷ niệm. Vâng, hiện tại anh làm đăng lên ở khu 1 em nhỉ? Khu 7 ạ. À, khu 7 à? Khu 7 xã Vĩnh Trân, Hạ Hòa, Phú Thọ. Một bộ bàn ghế trường kỷ bằng chất liệu gỗ gụ, cũng như là một chiếc tủ thờ bằng chất liệu gỗ mita đây. Thì hôm nay chúng tôi có bàn giao gia đình và có quay lại cái video clip làm kỷ niệm với gia đình. Thì hiện tại là bộ sản phẩm đang bày ngoài sân để ba vệ sinh trước khi bàn giao và lắp vào trong nhà. Đây thì cháu xin chú ý kiến luôn là hôm nay cháu bàn giao cho gia đình mình cái bộ đồ này, thì chú có hài lòng không ạ? Về mẫu mã cũng như là mẫu mã là cô chú rất hài lòng. Vâng, vâng. Chú đang bảo là cái gì nhỉ? Nếu mà ấy là có về bảo hành bảo hiếc à, vâng. Yên tâm, cái này cháu bảo hành là không, chú chỉ hỏi lại hôm nọ chú quên, chú không nói. Vâng, cháu có tất cả là bọn cháu bảo hành hết. Rồi. Vâng. Cái này cô chú hoàn toàn yên tâm. Rồi, còn cô chú không bảo nào cả. Vâng, về mẫu mã cái chứ là cô chú ưng ý rồi đúng không? Vâng. Yên tâm rồi. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn nha. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 11 năm 2020, đầu tháng 12 quý vị nhé, năm 2020 thì hôm nay nhà em có hoàn thiện xong một cái số sản phẩm của khách hàng ở tại Thanh Ba Phú Thọ, gia đình là bác Phong Hanh. Đây, trước mặt quý vị có một bộ trường kỷ và một chiếc tủ thờ. Thì cũng như thường lệ là trước khi bàn giao cho khách hàng thì em có quay lại một cái video clip làm một kỷ niệm với khách hàng, cũng như là để giới thiệu cho mọi người về chi tiết cái sản phẩm này. Trước mặt quý vị là bộ hình bộ trường kỷ chất liệu gỗ gụ các bác nhé. Trường kỷ chất liệu gỗ gụ và đục là mẫu tứ quý, bách là tứ quý, tùng trúc cúc mai, dạ là dạ triện ngũ phúc. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Bác có đặt một chiếc tủ thờ phía bên trong này nữa này. Chiếc tủ thờ này thì lại bằng chất liệu gỗ mít này. Đó, thì đây em sẽ giới thiệu trước là bộ trường kỷ này. Về kích thước ấy thì bộ trường kỷ này có kích thước là bề dài là 2m17, còn là phần kích thước sử dụng phần ngồi này là có kích thước là 49 quý vị nhá, kích thước là 49 này. Toàn bộ phần chân là chân 9 chỉ dạ đục ngũ phúc. Đó. Đầu tay, toàn bộ đầu tay là chúng em là đục xoắn ốc hết. Đầu tay đục xoắn ốc như là độ hoàn thiện đây, các bác có thể thấy hoàn thiện đây, độ bóng này, sờ thì mát tay luôn này, cực kỳ là mịn luôn này. Và các bác này, mặt ghế này, mặt ghế là liền một tấm và em cam kết là 100% chất liệu gỗ gụ nhé, cam kết là 100% chất liệu gỗ gụ. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 10 năm, bảo trì vĩnh viễn. Đó, sờ rất là mát tay như là bóng này, vị này, độ bóng này. Em sử dụng chất liệu bóng rất là cao cấp nên là những sản phẩm hoàn thiện lên đấy, rất là đẹp, cực kỳ là lung linh luôn. Đây, toàn bộ phần là bốn vách này được đục là đục tứ quý, tùng trúc cúc mai. Đó. Một bên là lê na đào liệu, một bên là tùng trúc cúc mai. Đó. Đây, mặt sau của sản phẩm đây. Cái phần bàn này thì em sẽ đứng bên này thì góc máy nó sẽ không được ánh sáng hơn. Bàn này có kích thước là chiều dài này là 1m27 quý vị này, còn chiều ngang này là 57. Đó. Phía bên trong này thì bao gồm cũng một chiếc đôn kẹp đầu bàn nữa. Thì khách hàng đặt thêm chiếc đôn này gọi là
chiếc đun để fix này, vị này. Bên dưới này có hai cái nhà em làm hai cái để fix này. Thì một số bộ thông thường thì không có thêm cái đun để fix này. Đây là khách hàng đặt thêm thì mới có. Thì chiếc đôn này có kích thước ấy, là bề ngang. Đây em đứng bên này. Bề ngang là 57 này quý vị này. Đó, còn chiều sâu này là 37. Đó, số rất là đẹp. Thì cái đôn để fix này thì nhà em là chạm là cửu ngư quần hội. Đó, có nghĩa là 9 con cá này, 9 cá là cửu ngư là cá. Đó, đang quần trên cái một cái ao nước. Đó, đây có chữ Trung Quốc này. Cửu ngư quần hội. Đó. Cái phần bàn này thì bàn là được đục theo tích là tích thuận buồm xuôi gió. Đó, thuận buồm xuôi gió. Đó, có nghĩa là đoàn thuyền đang ra khơi thì tượng trưng cho những sự may mắn trong công việc làm ăn kinh doanh đấy. Đó, thuận lợi đấy các bạn nhé. Thuận lợi đấy, mọi thứ đều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Đây, bên này tiếp theo là hình ảnh chiếc trường kỳ thứ hai. Thì chiếc này thì cũng có thông số kích thước như chiếc bên kia là dài là 2m17 và sâu diện tích sử dụng là 49 quý vị nhé. Thì em có lướt qua một vài góc máy về cái hình ảnh chi tiết của chiếc thứ hai này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên trong này bao gồm một chiếc tủ thờ. Chiếc tủ thờ này thì có kích thước là cao là 1m27 này. Đó. Còn bề ngang là 1m77 cũng như là sâu là 77. Và chiếc tủ thờ này. Chiếc tủ thờ này làm sử dụng là chất liệu gỗ mít. Chất liệu gỗ mít này. Bao gồm có ở đây là có một cánh ở giữa này. Đó, cánh giữa thì chỉ có cánh khóa này và ngăn. Đó, thì làm rất là đơn giản thôi, nhưng một chạm khác là chính giữa này có ba ông tam đa này, hai bên là hai đôi chú hạc trầu này, cũng như là bốn hình tượng là long ly quy phượng, bốn linh vật của trời đất này. Bên trên thì là cuốn thư là tượng trưng cho một cái bức bình phong che chắn phòng thờ, cũng như là hai bên một thanh kiếm một cây bút là tượng trưng cho hình ảnh văn võ song toàn của quân tử này. Bên dưới này thì hoa sen thì đối với người Việt Nam thì là rất là nhiều ý nghĩa rồi bạn nhé. Tiếp theo những hình ảnh hoa văn bên dưới này thì gồm có chạm những cái trái đào này tượng trưng cho phúc lộc này. Đó, chất liệu là gỗ mít tai. Và cây mít này thì quý vị để ý đây. Cây mít này rất là vân nha, và già như có vân như này nha quý vị nhá, gỗ mít ta rất là đẹp. Tủ thờ này thì chúng ta kê ở trong những không gian phòng thờ nó nhỏ mà nó lại có cái phần ngăn này nhưng có thể chứa đồ được, rất là tiện lợi quý vị này. Ok, vừa rồi em đã giới thiệu chi tiết về cái bộ sản phẩm này rồi. Quý cô bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Cảm nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806 và website là đồgỗtùng8.com. Và sau khi kết thúc video này thì em sẽ bốc xếp và bàn giao cho khách hàng. Ok mọi người.